Đây là anh Biêu đẹp trai, hiện giờ trên tay Biêu đang cầm con gì? Con hồng hoàng da báo vàng. Bây giờ là Biêu bao nhiêu tuổi nè? 5 tuổi. Đang học lớp mấy? Lớp trời chứ lớp lá. Rồi, Biêu đang mới 5 tuổi thôi nha các bạn. Đấy. Thì trên tay của Biêu hiện giờ đang cầm con này tên gì Biêu? Thằng lằn da báo. Thằng lằn da báo, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi sát con thằng lằn da báo nè. Nó rất là hiền nha các bạn. Nó cắn toàn thì cấu á. Nhưng mà nó rất hiền đúng không? Rồi con cầm lên thôi, con cầm lên coi. Cười đi thằng lằn da báo, em cười đi. Ai cầm cũng được hết nha, nó rất là dễ. Cắn. Đó. Ôi. Té con này. Rồi Biêu cầm cái con này lên đi. Cầm lên đi. Cho con này cho cái ăn, cho nó ăn cái con gì Biêu? Dế. Dế hả? Dế nhỏ xíu đúng không? Mình mua mình cho nó ăn đúng không? Mình cho nó uống nước không? Có. Nhưng mà ăn bột thì nó mới sáng. Ăn thêm bột đúng không? Mình nuôi nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần có một cái chuồng bỏ nó vô thôi. Không có cần giữ gì hết. Bây giờ Biêu cầm cho nó chạy qua chạy lại coi. Chạy qua đây. Ô nè. Chú Tờ ơi. Ơi. Con này nó hiền quá vậy. Xí chứ. Nó là giống con thằng lằn hả? Này, chú Tờ bắt luôn nè. Tên tên. Con này nó nặng khoảng bao nhiêu gram vậy? Bao nhiêu lạng vậy? Khoảng 2 lạng. 3, 4, 5, 6, 7. Ồ, bên kia có một con màu vàng nữa kìa. Ồ, một con này con màu trắng sữa đúng không? Rồi này. Bên đây là con màu vàng. Wow, em báo con thẹo. Em đâu rồi, báo thẹo. Báo thẹo ơi, em đây là em nhỏ nè. Báo thẹo. Nhỏ bên kia. Em đây là em nhỏ đúng không? Báo thẹo. Em đây chắc trưởng thành rồi, em này nuôi lâu rồi. Rồi báo thẹo ơi, qua đây chơi. Bự. Ồ, còn một em nữa hả? Còn một em phía sau nữa nè các bạn, quá trời luôn, ba con. Chứ tao em nói báo thẹo. Báo thẹo đó. Mà nhà chặt quá mà nuôi chi cho nhiều vậy? Lỡ tối ngủ đè nó hay sao? Ủa, bỏ trong chuồng kính mà. À, bỏ trong chuồng kính rất là dễ nuôi đúng không? Nó không bao giờ bỏ ra được đúng không? Con này tên gì Biêu? Con này là báo thẹo. Đây là báo thẹo đúng không? Con này là báo thẹo nè. Bị thẹo một hồi trên. À đâu, bị thẹo chỗ nào? À hồi nhỏ nó bị thẹo nhưng mà giờ nó hết rồi. Cuộc xung đột của hai đứa. Con này. Có em đây tên gì? Thằng lằn da báo vàng. Con này tên vàng đúng không? Còn con đây. Đây là báo đốm. Rồi, bây giờ gia đình của mình là không có thời gian phải chăm sóc hai em này, nên bây giờ gia đình muốn bán hai em này. Hai em này sẽ ngủ chung với em này. Muốn nhường lại cho bạn nào thích nuôi hai em này nha. Sao? Ừ. Cái chùa qua chuồng của con này ngủ chung. Cái chùa qua nó ngủ chung hả? Đúng rồi. Con này ở chung được. Trời ơi. Con này con đực hay con cái mình biết không? Con này con đực đúng không? Còn con đây? Con này con cái. Cái. Đây là con báo đốm hả? Nhưng mà con này sắp đẻ trứng. À, đây con cái sắp đẻ luôn đúng không? Còn đây là báo thẹo đực hay cái vậy? Này chắc đực quá, nhìn cái tướng của nó gầm gồ vậy mà. Đực là nó nhìn nó sừng sỏ đúng không? Còn con báo cái là nó đẹp. Nhìn nó mỹ miều. Đau em này. Con này dễ phóng lắm. Đứt đuôi luôn. Rồi. Mình sẽ nhường lại gia đình em này cho bạn nào thích nuôi kiển nha. Đó, nó rất là hiền, rất là dễ. Nuôi xong rồi bán giùm con rồi. Nha, để con lấy tiền. Em bé cầm được, nó không có cắn. Em này là em da báo đúng không? Em da báo bán nhiêu đây anh chủ? Ấy da, 1,5 triệu, em da báo 1,5 triệu. Em da báo đi đâu vậy? Trời ơi, dạ báo đi khám phá kìa. Bác xuống này để tôi quay. Nó rất là thích đi khám phá đó. Trời ơi, đấy. Đó, nó rất là thích ở chung với người nha các bạn. Đấy. Nó quen chủ là nó nằm, nó ngồi hoài nó luôn á. Nó nằm quen với lại... Em này,
em cái này nhiêu? Không được. 2 triệu em cái này. 2 triệu nha. Đó nhìn con. Bảo em cái này là anh em cái chứ. Được cả. Có em này là được. Em này cái hả? Nhột. Em này bự hơn nha. Chú tư ơi, hồi nãy em này dùng cái mỏ đọt bét chân con. Em này là 2 triệu nè. Được nha em. Đợi chú tư làm. Em này em giá báo bao nhiêu ạ? 1 triệu rưỡi, em giá báo 1 triệu rưỡi. Đấy. Rất là dễ thương nha. Đó, các bạn thấy nhà của mình chặt quá. Đấy, nhà ông. Đấy, ông chủ đấy, nhà ông anh của mình chặt quá, nuôi bây giờ không có thời gian chăm sóc, đi làm hoài. Đó, nuôi cái chuồng rất là đơn giản nha các bạn, chỉ cần mua một cái tủ kính thôi. Đó, một cái tủ kính nhỏ xíu thôi, bỏ nó vô. Nó không có chạy ra ngoài được nha các bạn. Chỉ cần một cái tủ kính đơn giản thôi. Đây, em gia bảo này rất là dễ thương. Đó đó. Đó, nhìn con mắt nó. Con cái con tắc kè nó mới biến màu ha. Con này là thằng lằn da báo. Dễ thương quá. Không, cái này giống nước ngoài mà, Việt Nam đâu có. Này là giống lai nước ngoài. Này là bét kiển. Để cho hai em xuống ở gần chơi nè đó. Rồi đua coi, 1, 2, 3, yeah. Báo đốp là chiến thắng. Sao con ghen nhìn ai vậy? Là nhìn ban tổ chức không vậy? Đây, ngồi đây. Rồi, đó, chuẩn bị 1, 2, 3, yeah. Em này đã chiến thắng rồi. Để tay là nó bò lên nè. Lên luôn. Cái đây là cái màu của nó chứ không phải cái thẹo nha các bạn. Cái đây là cái màu nha. Cái bóp đúng rồi, đây là cái son chứ không phải là cái thẹo nha. Có chữ tàu trên đây. Cái này có chữ luôn à. Màu ở đây, màu ở đây. Trời chú tàu ơi, xếp nặng nó rất là hiền các bạn, không có cắn gì hết nha, ôm chơi vô tư nha, cứ cầm bình thường, rất là hiền, nhẹ nhàng thôi, đừng có dùng lực bóp nó, nhẹ nhàng. Cái đuôi của nó rất là mập. Wow, trời lạnh chui vô hang ăn dần cái đuôi, ăn chừng nào cho nó hết. Giống này chắc nó không ăn cái đuôi rồi. Còn em mó thẹo lên đây nằm ngủ luôn kìa. Thằng lằn. Mấy con này ở ngoài rừng nó chạy tá lái xèo. Mà mấy con bét yêu này rồi. Nó sống giống như là chó với mèo trong nhà vậy. Nuôi giống như nuôi chó với nuôi mèo vậy đó. À, chơi với người không à. Em đó bon chen quá. Con đó là bự nhất xóm luôn đúng không? Cái đuôi nó nè. Em này là bự nhất xóm mà để cho mày nó bò lên cổ mình nè nha các bạn. Ê, đừng giỡn chơi nha. Anh chưa có tắm đừng có bò lên nha. Chứ tội con để sợ té lắm. Sợ té hả? Em bé sợ độ cao. Sao biết sợ độ cao? Nó lồng đó. Mỗi lần mà ẩm ở trên cao quá là nó không có thích. À, nhậu quá. Đi đâu vậy? Lên cái cổ tôi ở ngủ ở trên đây luôn hả? Rồi. Bạn thấy ai nó cũng bò lên hết chứ. Rồi đưa nó xuống đi. Rồi đưa xuống. Rồi. Hôm nay đi qua kia nằm với Bill luôn. Quen biết không mà qua đó nằm ngủ luôn vậy. Trời, bản thân mà. Ở chân đài em nó nha. Ok, rất là dễ thương các bạn ơi. Em này màu trắng sữa luôn nè. Còn em đây màu da báo hả? Da báo.
Đây là thẹo chứ. Báo thẹo. Báo thẹo. Báo thẹo. Đây là báo thẹo. Em ghi là da báo. Hai con này không ở chung. Hai đứa này nó không có thích nhau. À, hai đứa là quýnh lộn đúng không? Nói chung là hai con này là ở chung được. Đối địch. Con nào con gái, con kia con gái hả? Thì gái này đực, hai con đực. Đây là hai con bự, là hai con đực. Con này là con đực, hai con đực không ở chung được là đúng rồi. Rất là dễ thương. Ăn đơn giản lắm. Bỏ chỉ cần vé thôi là được, không cần ăn gì hết. Bỏ vé vô cho nó tự ăn. Bỏ bỏ nước ra tự uống. Bỏ thêm bột canxi, nó ăn cho nó có canxi. Báo thẹo. Gãi như như mèo vậy hả? Ok rồi, bây giờ mình sẽ chốt lại trước khi tắt video nha. Em này là em màu vàng nha. Em này 2 triệu đúng không? Rồi, còn em bên đây là báo thẹo 2 triệu rưỡi. Rồi, còn em báo đốm. Con này đang ở TV. Báo đốm khoái tồi lắm. Báo đốm 1 triệu rưỡi nha. Em đó thì nhỏ hơn chút xíu. Tại vì em, mấy em này là nuôi lâu hơn nha các bạn. Nhìn như con cá sấu. Nuôi lâu hơn 1 tháng. Đúng rồi, giống như con cá sấu nha. Các bạn gọi trực tiếp số điện thoại ở trên tiêu đề video nha các bạn. Mình có để số điện thoại trên tiêu đề video. Các bạn gọi trực tiếp cho đây, cho chị Thảo Danh Sơn đó. Rồi, mua là phải gặp chính chủ mới mua nha. Nhà không gặp chính chủ là không mua rồi. Các bạn muốn xem nó thì các bạn sẽ xem buổi tối nha. Sau 5 giờ thì tất cả gia đình sẽ có nhà, còn ban ngày thì cứ alo trước. Buổi trưa có thể xem được nha, cũng có thể xem buổi trưa được. Cứ alo trước cho anh Sơn, chị Thảo nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, tụi con bye bye mấy bạn đi, chuẩn bị về nhà mới nha. Chuẩn bị về nhà mới nha. Rồi, đi vô. Rồi, vô trong nhà vợ đi cưng. Rồi, cho vô nhà luôn đi. Cho khám phá cái nhà của em báo nè. Một mình một chuồng nữa. Đại ca ở chuồng bự quá. Đó, để nước rồi bỏ vé trong đó cho nó ăn thôi. Cho nó xuống đi, cho nó nhà nó đi. Hai đứa này thì ở chung được. Nhà nhỏ hả? Nó có cái nhà lớn. Đây con đực con cái hả? Ít bữa nó đẻ một chuồng luôn nha. Anh đại ca bự này ở một chuồng. Nó chỉ thích ở một mình đó thôi, nó không thích ở nhà nữa. Còn anh đây là con đực với con cái nên nó ở riêng trong một chuồng. Ở đây. Đấy. Nó nằm ngủ kêu báo là nó ra. Không. Kêu nó quen ra. Nó đang nằm kêu nó nghe tên nó là ra. Kêu tên khác nó không ra. Hay vậy. Kêu báo hẹo đã ra. À, uống nước này đó, các bạn thấy cái để gáo nước cho nó uống. Thế là dế trong. À, cho nên nuôi dế. Nuôi dế cho. Đó. Dế bán ở ngoài rất nhiều các bạn. 5.000 là quá trời luôn. 10.000 nó ăn mấy ngày chưa hết. Không, nói chung là không tốn diện tích mà cũng không tốn tiền thức ăn quá nhiều. Ok, rất là dễ nuôi. Cứ bỏ vô đó thôi. Rồi lúc nào chơi bắt ra chơi, rồi không chơi nữa bỏ vô.